Hello, xin chào tất cả mọi người. Nhạc cụ Trần Liêm ngày hôm nay sẽ làm clip hướng dẫn cho mọi người cách chỉnh micro không dây hoặc là có dây đều được kết nối vào trong cái cây đàn SX600 nha. Thì đây là một trong những cái model mà Trần Liêm bán chạy nhất, Mass 36 giá 550. Đó, nó có cái hình là một cái này là để cắm vô trong đàn nè, ha. Này cắm vô trong đàn để nó bắt tín hiệu từ micro qua đây. Về chỉ cần gắn pin vô là xài. Rồi ok, bây giờ Trần Liêm sẽ làm clip hướng dẫn rất là cụ thể luôn. Ví dụ như mọi người muốn livestream hát hò, muốn ga giảm thanh thì như vậy là ok. Chế độ này là không có reverb, không có delay. Còn nếu như mọi người mà muốn chỉnh cho nó hay thì làm như Trần Liêm, bấm vào nút mixing, cái nút cuối cùng ở cái dải bên trên đầu tiên bên tay phải ha. Mixing bấm vô. Sau khi mọi người bấm vô chữ mixing rồi thì ở trên cái màn hình nó có hai cái thanh, một là cái là mixer. Bấm nút tab vô đây là setting, nó có hai cái dòng này để cho chúng ta chỉnh. Ở cái màn hình mixer này thì chúng ta có thể chỉnh được cái gain của nó là cái độ lớn nhỏ của nó nè. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ha, mọi người đừng để cho nó lên đỏ nha. Mọi người thấy lên đỏ là lo nó sẽ bị rè. Vừa thôi. Alo 1 2 3 4 5 6. Rồi, cái đó là ok. Tiếp theo đến là chữ band CC, có nghĩa là center. Là hai cái lo bên trái bên phải hiện tại nó đang cân bằng nhau. Nếu mọi người muốn cho tiếng bên tay trái lớn thì chỉnh, bấm vô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nó bình thường thì để ở giữa là chữ C. Chỉnh về C nha. Dày đi cho lẹ. Rồi ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ có effect nè. Effect bao gồm reverb và cho rớt. Đây, bấm vô. Mình muốn chỉnh tiếng revert mà cho nó lớn lên thì chỗ này nó có cái khía, chỗ chữ revert kéo xuống ngay số 5. Bấm nó vô xem xe. Alo 1 2 3 4 5. Nếu mọi người thấy nó chưa có đổi á thì nó đang trong ở chế độ là talk, có nghĩa là đang nói chuyện, nó không có đổi được cái thông số này. Chúng ta nhấn qua setting cho chữ này. Nè không, nó đang chữ talk là đang nói chuyện đó, bấm vào chữ vocal. Alo 1 2, nó vocal là mình có thể chỉnh được cái reverb bên đây. Tùy chỉnh. Alo 1 2 3 4 5 6. Alo. Đó, nghe rất là hay, rất là phê luôn nha. Rồi sau đó cho rớt là cái độ vang của nó nè. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Rồi ok rồi đó. Coi cái DSD, đây là những cái hiệu ứng của nó. Nó ra cho chúng ta cái mixer của S6 cực kỳ xịn luôn. Nhiều chế độ giống như là cái mixer thực thụ ở trên cái bàn này. Em quay vào đây rồi. Nó cái này là mixer Mackie nè, thì nó cũng có nhiều chế độ reverb delay. Thì ở trên cái cây RX 600 này nó cũng vậy luôn. Đó, mọi người mua cây đàn là mua luôn được cái mixer. Cái mixer nãy Trần Liêm chỉ vô là trị giá là 8,2 triệu mà mua cái cây RX 600 này được luôn cái chức năng này. Nhiều chế độ để chọn. Đó, mọi người nghe hiệu ứng nó khác nha. Alo. Alo. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alo, nghe rất là phê luôn nha mọi người. Rồi, đó là cái DSP chúng ta không thường là để chế độ DSP 5 đi mix đó. Rồi, tiếp tục. Volume là cái âm lượng của cái micro. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái gain là nó cũng là âm lượng luôn ha. Nhưng mà chỉnh cái này á, thì chỉnh gain thường là 7, 4, 7, 5 thôi. Còn cái volume này chúng ta có thể đẩy nó lên được 127. Alo 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Và ngay bây giờ mời cô dâu chú rể lên sân khấu. Đó, vậy là ok rồi đó. Rồi, chúng ta sẽ chỉnh cái EQ bass trung chép nó lại như vậy. Đối với những giọng đặc biệt á, sau khi chỉnh xong rồi á thì chúng ta bấm chữ sell để sell lại thì nó chỉ sell được cho chúng ta cái EQ này thôi nha. Còn mà cái reverb delay á thì chúng ta qua mixing mình chỉnh trực tiếp ở trên đây luôn, mình không cần phải sell lại. Alo 1 2 4 5 6. Alo 1 2. Nó cũng không có chức năng cho mình sell lại nữa. Mà mình chỉ sell được ở bên cái bass giọng bass trung chép dành cho những cái giọng đặc biệt thôi. Ví dụ nè, ha. Alo 1 2 3 4, giọng bass mạnh nè ha, rồi bấm chữ sell. Sell. Chúng bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cái tiếng cái ký tự của vụ Liêm. Đó. Là biết là cái người hát Liêm này cái bass mạnh. Rồi, ví dụ như giờ chúng ta sẽ quay tiếp tục chỉnh. Ví dụ như giọng ai mà bắt mạnh rồi thì chỉnh cho nó giảm xuống. Alo. Đó, nghe ha. Nghe là tiếng là như là giọng tôm cá mọi người. Chép rất là nhiều ha. Rồi chúng ta sell lại.
Sale của chị là Lim 2. Cái người thứ hai. Rồi, bây giờ muốn cái người mà giọng bass mạnh người ta hát thì mình bấm vô chế lộ là Lim. Alo 1 2, nó rất là mạnh. Mà cho cái người mà cái giọng nó bass mạnh sẵn rồi thì cho nó chép nó bớt lại thì bấm vô Lim 2. Alo 1, đó. Hàng tôm hàng cá thì Lim 2. Nó bass mạnh á là Lim. Rồi muốn delete xóa nó thì bấm vô đây, delete số 5. Xóa tất cả. Ok. Yes. Rồi, như vậy là nó sẽ xóa hết những cái gì mình cài đặt. Rồi, như vậy là tóm lại ở cái trang Mix Setting, chúng ta bấm vô đây là Mix Setting nè. Lúc này chúng ta bấm vô rồi thì màn hình nó sẽ xuất hiện hai cái tab. Một cái tab á là mixer để chỉnh reverb, charge, volume trực tiếp với những hiệu ứng DSP trực tiếp trên đây. Rồi qua setting để điều chỉnh cái âm bass, âm trung. Như vậy là xong, rất hiệu quả, rất tiện lợi ha. Rồi thêm một cái chức năng nữa mà Trần Lim hướng dẫn nè, mọi người lưu ý cẩn thận nha. Đây là bí kíp dành cho những anh chị em nào mà coi tới phút chót thì mới biết được. Đôi lúc mọi người đã chỉnh xong hết rồi, bấm vô đây một cái nó nhảy qua cái tiếng vocal mà tiếng bè, rồi hiệu ứng lung tung hết, thì chúng ta phải chỉnh lại bằng cách bấm vào Direct Access. Nút này là nút Direct Access. Receive. Ở chỗ này nó có chữ Mix Setting. Mix Setting chỗ này. Đó, chúng ta bấm Enter thì nó sẽ khóa cái cài đặt này, nó không nhảy lung tung. Rồi sau đó tiếp tục chúng ta bấm vào menu. Nó có hai cái menu thì chúng ta bấm đến menu 2, xoay bánh xe đến chữ Utility. Bấm Enter. Bấm Enter xong ở đây nó có nhiều cái config 1, config 2. Bấm cái nữa và Parameter Lock, chúng ta chọn Mix Setting, xoay bánh xe đến chữ Mix Setting. Chúng ta bấm Enter. Rồi như vậy vĩnh viễn về sau, khi đàn nó thay đổi bất kỳ cái thông số nào đi nữa thì nó cái mix của mình nó cũng không thay đổi cái thông số cài đặt. Và hát thì vô tư khỏi sợ, đang hát tự nhiên cái mất reverb, đang hát bấm qua tiếng khác cái bị mất effect, rất là khó chịu luôn. Và cái trường hợp này thì Lim đã hướng dẫn giải quyết dứt điểm rồi nha. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Edit 600 là một trong những sản phẩm mà học tập giải trí đi show rất chuyên nghiệp luôn. Mọi người nên có một cây nếu như mọi người muốn mua đồ mới nha. Trần Lim biết khách hàng của Trần Lim toàn là VIP không à. Mọi người ai cũng muốn xài đồ mới, ai cũng muốn là phải là chủ nhân chính hãng chính thức của một cây đàn, thì lụm cái em này trong cái tầm giá 18 triệu là xứng đáng. Đầy đủ tranh sáo bầu cò nhị listen, học tập vui chơi rất là ok luôn trên cái đàn này mọi người. Rồi ví dụ như giờ chúng ta sẽ mở một cái điệu bolero lên chúng ta hát nè. Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi, tự duyên xưa còn hay mất. Mãi trường ơi, em tôi còn học nữa hay xa đi từ bao giờ? Đó, như vậy với 18 triệu mọi người xứng đáng có cổng micro cắm vô hát văn nghệ, karaoke, mọi thứ ok hết luôn nha. Rồi ok, đó là chọn bộ clip hướng dẫn ngày hôm nay. Chúc mọi người thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.